Sẵn sàng nào Hổ Bạc, cùng tập lại phần bùng cháy cuối cùng cho buổi biểu diễn. Lên nào Sophie. Sophie, nghe thấy không? Này Sophie, tỉnh dậy đi. Sophie, tụi mình tốt nghiệp rồi, chúc mừng nha. Thật thiết là cậu không tới prom. Sophie, chị sắp được làm mẹ rồi. Còn em sắp lấy bằng thạc sĩ rồi. Ôi Sophie, ước gì em thấy em bé của chị. Con bé xinh quá. Bán hết hàng trong kho ngay bây giờ. Chúc mừng sinh nhật Sophie. Hả? Đây là đâu? Có chuyện gì với họ vậy? Mình bị làm sao đây? Sophie, gặp chồng và con gái chị đi nè. Ôi, bếp có mùi khét khét rồi. Chào cưng, bắt tay không? Bị lừa rồi nha. Liêu liêu, không vui à? Thế thì thôi. Liêu liêu. Ôi, Liêu, là anh. Chào tình yêu. Hả, cô là ai? Em là Sophie, tình yêu của đời anh đây. Có nhớ em không? Liêu, anh là người con trai tuyệt nhất trên đời. Anh muốn ăn kem của em không? Có chứ. Ngon lắm. Cảm ơn. Em ơi, kia là ai mà sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy? Sophie đó. Chị với Neil đang là vợ chồng nè. Hả? Vậy còn chúng mình, em thậm chí còn xăm tên anh lên người này. Em yêu Neil. Hèo ơi, đúng rồi, anh cũng yêu Neil. Anh cũng cuồng anh lắm luôn đó. Trái tim tan vỡ rồi. Đợi đó Neil, chưa gì anh đã quên em. Em sẽ cho anh thấy anh đã lỡ mất thứ gì. Mặc đồ càng cháy thì sự trả thù càng ngọt ngào. Không. Ui, đúng là như thế. Cẩn thận Neil. Đêm nay thật tuyệt. Hãy uống vì tình bạn của chúng mình. Xin chào. Ôi không, ở đây ai cũng có người yêu. Giờ mình cần gấp một người bạn trai để cho Neil phải ghen lên. Ồ, có đây rồi. Ra đây nào. Các cậu, thấy bạn trai mới của mình như nào? Mình mới gặp được vài giây thôi mà đã nắm tay rồi. Hả? Ngõ này bị khùng hay gì vậy? Nhóc con tội nghiệp này mấy tuổi? Cô ơi, con về nhà được không? Con nhện. Mẹ ơi, cứu con. Jasper, đi thôi con yêu. Tránh xa con của tôi ra. Ôi Sophie, ngốc ghê. Lộn xộn quá đi. Cậu sẽ thành phù thủy già sớm thôi. Nhưng mà vẫn khùng điên. Sophie, kệ họ đi. Chỉ là cậu vẫn chưa quen với mọi thứ thôi. Trời, mấy người khác cậu thật là ngốc. Sophie, đợi đã. Trốn đi đâu rồi trời ơi? Hình như mình nghe thấy gì đó. Sophie, cậu trốn trong tủ sao? Đi thôi bạn yêu, tụi mình sẽ giúp cậu. Wow, đây là cửa hàng. Buồn thì đi mua đồ. Thử đi nào Sophie. Cái này nữa. Và tất cả chỗ này luôn. Cậu sẽ thích cho coi. Mình cũng am hiểu kha khá về thời trang. Mọi người, các cậu thích phong cách mới nào của mình nhất? Đầu tiên, thứ hai hay là thứ ba? Sao Sophie nói chuyện với tường vậy? Comment bên dưới mình nên chọn bộ nào nha. Tội nghiệp, chắc hôn mê xong cậu ấy còn chưa tỉnh. Thẻ hay là tiền mặt? Thẻ nha. Mình sẽ xài đồng hồ.
Thế giới này lạ lùng ghê. Được rồi, mình cũng có đồng hồ mà. Chờ chút, thanh toán thất bại. Có chuyện gì vậy? Sophie, cậu ấy đang làm gì? Xài thẻ ngân hàng của mình nè bạn thân. À ha, mình nợ bạn nha. Giờ cậu thấy vui chưa? Đi thôi các cậu. Mình phải đi theo cậu ấy, lẹ lên. Bị sao vậy ta? Công việc của em mệt mỏi lắm. Chị cũng vậy nè. Chị chẳng có thời gian dành cho gia đình con cái luôn. Thôi ra biển cho vui ha. Không có ai làm phiền xung quanh nữa. Chính xác luôn. La 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 la. Sao buồn vậy mọi người? Đi bơi và nghịch nước nào. Tránh ra nào. Em xuống tắm biển trước đây. Ui, Neil. Ui. Cái gì vậy? Godzilla. Bình tĩnh em ơi. Đừng phá đám nha. Hư, mọi người. Đây nè. Chơi vui đi em. Bơi gần bờ thôi nha. Sophie, đây là chỗ em làm việc. Đây là văn phòng và đồng nghiệp của mình. Ngồi đây. Và đừng có phá phách gì nha. Xin chào. Cô có gì thế? Trông hay ho quá ha. Cho coi với. Đây là bí mật công ty mà. Thôi được rồi, tôi sẽ làm gì đó có ích cho đời. Tôi gọi lại sau nha. Sophie, mở laptop lên đi. Ok, hiểu rồi. Nhưng mà mở ra kiểu gì? Ồ, như quyển sách ấy. Thật là thú vị. Cô hài hước ghê. Xong rồi, tôi làm xong việc rồi. Hẹn mọi người ngày mai nha. Bye Nicole. Mình cũng nên nghỉ chứ nhỉ Sophie. Đau hết cả cổ. Cuộc sống người lớn tàn nhẫn quá đi. Để em giúp cho chị yêu. Quay sang bên khác này. Đỡ hơn rồi. Cảm ơn. Thèm cà phê quá trời luôn. Cái thớt đẹp thế. Mình sẽ đánh dấu chủ quyền sandwich của Sophie. Hả? Máy tính bảng của mình. Sao lại có sữa chua? Sophie, em thấy ai làm không? Em á, không ạ. À, chắc chắn không phải em rồi. Chắc có con gấu mèo nào rồi. Ờ ha, chắc vậy rồi. Xin chào, trông anh đẹp trai quá đi. Có muốn ăn kẹo không nào? Anh không ăn. Mình đi hẹn hò nha. Hả? Bỏ tay ra khỏi tôi ngay. Ao, tụ điên. Mắc gì cắn? Họ tới bắt mình rồi. Mọi người, hai, đây nè. May quá mọi người ơi. Sophie, sao em lại vào tù? Thật không thể tin nổi. Cố lên Carrie. Gặp mọi người em mừng lắm. Xin lỗi, em sẽ không cắn ai nữa đâu. Tốt lắm. Ủa chị ấy đâu rồi? Hu, vậy mình đi về nhà nha. Và đừng bao giờ dọa tụi chị nữa. Mọi người, thấy em trang điểm đẹp không? Hả? Không nha. Cái gì cũng tới tay tụi này hết trơn á. Yên nào Sophie, em sẽ thích cho coi. Wow, các chị, trông em có đẹp lắm không? Trông như công chúa hoàng gia ấy. Thử đi giày cao gót xem sao. Bọn chị tự hào vì em. Em sắp đứng dậy nè. Ao, ao.
Ôi không, Sophie. Không sao, em không sao hết. Mọi người nhìn nè, cuộc thi cổ vũ, đúng thứ mình cần. Mình chưa bao giờ thắng cả. Không, Sophie, chị không tham gia đâu. Nghe chẳng hay tí nào. Năn nỉ đó, em không làm nữa đâu. Dễ mà, Sophie. Yeah, họ đây rồi. Tới luôn. Woohoo. Sophie, đừng, đừng. Sophie, đỡ nè. Hổ bạc. Ow. Ôi không, Sophie. Sophie, tỉnh lại đi. Tỉnh lại rồi, mọi thứ đã ổn trở lại. Xin chúc mừng. Mimi, bé yêu, mẹ phải xinh đẹp nhất ngày hôm nay. Alexa, cậu đúng giờ quá. Mình có thứ này cho cậu nè. Wow, mình trông như một nữ hoàng. Vũ hội này sẽ là của mình nha. Cậu thấy sao hả? Mình phải thử cái này. Ồ, cái này không được. Cái này đúng thứ mình cần nè. Cậu thấy sao? Tuyệt vời, thật không thể tin được. Nhưng còn thiếu cái gì đó. Giày cao gót thì sao? Mình không có. Chờ chút nha, mình nghĩ mình biết phải làm gì. Đừng đi đâu cả nha, Mimi. Nó phải ở đâu đó quanh đây. Tránh ra đi, mình vẫn sẽ là người đẹp nhất nha. Cậu ấy đi đâu vậy? Đã đến lúc làm bữa tối rồi. Ủa, hy vọng mẹ không thấy gì cả. Đây rồi, hộp cắm. Ta-da, nó giống như giấc mơ thành sự thật vậy. Đợi đã. Ô không, hình như mình quên cái gì đó. Ô đúng rồi, gia vị. Mẹ đừng hù con như vậy chứ. Mình tự hỏi cậu ấy đi đâu. Alexa, mình làm được rồi nè. Xem mình có gì đây nè. Thật hoàn hảo. Đây là cách mình giành chiến thắng. Vương miện chắc chắn sẽ là của cậu thôi. Ô không, cứu. Skyler, cậu có ổn không vậy? Thật tội nghiệp. Cậu có nghe thấy mình nói gì không? Làm thế nào chuyện này lại xảy ra? Thật khủng khiếp. Không thể tin được. Con gái à, không thể như vậy được mà. Bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Hãy yên tâm đi mà. Nói với con bé rằng nó sẽ ổn. Con bé sẽ ổn, nhưng tốt hơn nên để cô bé nghỉ ngơi. Đi thôi. Con gái của mẹ, chúc mừng con. Đây là một ngày trọng đại. Chúc mừng sinh nhật. Bây giờ con đã trưởng thành rồi. Chào bạn thân, mình có tin tốt cho cậu nè. Chúc mừng nha. Chúng mình đã tốt nghiệp rồi. Nó rất hợp với cậu đó. Cậu hẳn rất mong chờ điều này. Thật điên rồ. Thời gian trôi nhanh quá. Skyler, chúc mừng con. Happy birthday to you. Hả? Sinh nhật? Mình sao? Thật tuyệt. À, không thể nào. Con yêu à, con tỉnh lại rồi. Ôi trời ơi, cô bé tỉnh rồi. Ngon quá à. Wow, mọi người đã làm gì với chiếc bánh vậy? Thư giãn đi con gái, chúng tôi sẽ sửa nó. Không thể tin vào mắt mình. Tuyệt vời, cuối cùng thì mình cũng 15 tuổi. Mẹ xin lỗi Skyler, nhưng nó không hoàn toàn. Hả? 2022? Mẹ đang đùa con sao? Con yêu à, có chuyện gì vậy? Mimi, con ở đâu vậy? Mẹ có đồ cho con nè. Đến đây nào. Ồ, con yêu, mẹ nhớ con rất nhiều. Thật kỳ lạ, nó đi đâu rồi ta? Đến đây nào con yêu. Mình không hiểu. Mẹ ơi, con cần giúp đỡ. Chuyện gì vậy Skyler? Bé cuốn của con đâu rồi? Con đã tìm kiếm khắp mọi nơi. Có chuyện gì vậy? Ồ, cuốn của con. Mẹ xin lỗi, mẹ có tin xấu cho con. Có phải là nó không? Không thể nào.
Con không thể tin được đâu. Con yêu nó rất nhiều mà. Mẹ biết, điều đó thật khó khăn cho chúng ta. Alexa, lâu quá rồi chúng ta không có gặp nhau. Nào, mở ra đi, mình nhớ cậu rất nhiều. Hy vọng cậu ấy vẫn còn nhớ điệu nhảy của chúng mình. Chào Skyler, mình rất vui vì cậu đã tỉnh. Wow, cậu thay đổi rồi. Vào đi, đây là con gái của mình, Mabel. Đây là dì Skyler. Mẹ ơi, bữa sáng đâu mẹ? Đây nè, ngũ cốc yêu thích của con. Cái gì, cậu có con gái hả? Mình không ngờ đó. Đó không phải là tất cả. Lại đây nào, gặp chồng của mình Alex đi. Nào, cố lên. Ai chơi như vậy chứ? Đúng rồi đó, một chút nữa đi. Thật sao? Kẻ thua cuộc đó. Sao điều này có thể xảy ra, Alexa? Cuộc sống là vậy mà. Wow, thật điên rồ. Đưa nước ngọt cho em. Đến giờ ăn tối rồi. Alex là chồng của cậu, nghiêm túc đó hả? Gà đến rồi đây. Thật tuyệt, em giỏi lắm. Mabel, đợi người khác với. Ở đây thật nhàm chán mà. Đã đến lúc đùa tí cho vui rồi. À, cậu thấy trò đùa của mình sao hả? Kẻ thua cuộc. Ba ơi, chuyện gì vậy? Mẹ, là cô ấy, con nhìn thấy mà. Cậu gọi đó là gì? Ủa, mình nghĩ mình phải đi. Cô ấy bị điên rồi. Ai đó sẽ phải dọn những thứ này. Thật không thể tin được mà. Skyler hành động như trẻ con vậy. Đã lâu rồi mình không ở đây. Mọi người sẽ rất ngạc nhiên. Tuyệt vời. Nó giống như trước đây vậy. Anh yêu à, cậu đã chờ mình hả? Wow, điện thoại của mình. Ôi trời ơi. Ủa, nhìn kìa, mình có điện thoại nè. Alo. Ừ, mình đang nghe nè. Wow, cái đồ cổ đó là gì vậy? Thật là nhục nhã. Này, chuyện gì vậy? Cứ đợi đó. Xin chào mọi người. Mình đây. Thật tuyệt. Mình là Skyler. Đập tay nào. Sao cũng được. Này giáo viên à, có chuyện gì vậy? Không đời nào, là cậu ta. Tóc có ít hơn một chút, nhưng vẫn đẹp trai như vậy. Im lặng đi. Bắt đầu làm bài. Hy vọng cậu ấy đánh giá cao nó. Wow, thật bất ngờ mà. Mình nên trả lời. Đây, dành cho cậu nè. Cái gì? Cuộc họp phụ huynh giáo viên diễn ra trong một lớp học khác. Mình là ba mẹ, không thể tin được. Chúng ta kết thúc rồi. Cô ấy bị làm sao vậy? Mẹ ơi, nhìn tuyệt chưa mẹ? Cho con ít tiền đi. Mua chúng đi mà. Mẹ, mẹ là tuyệt nhất. Skyler, mẹ nghĩ đến lúc con phải làm việc rồi đó. Mẹ đùa con hả? Xin chào, tôi đến để làm việc nè. Tuyệt, bây giờ cô là nhân viên tư vấn đồ chơi nha. Không thể tin được. Đó là công việc trong mơ của tôi. Đây là nơi làm việc của cô. Và đây là tiền lương tương lai của cô đó. Thật sao? Đó là một gia tài. Wow, chúng thật thú vị mà. Mình luôn muốn những thứ này. Chào, mình là Dưa Hấu. Còn cậu tên gì? Chúng thật tuyệt mà. Đúng thứ mà mình đang tìm kiếm. Dừng lại ngay. Chuyện gì vậy? Đó là đồ chơi của mình mà. Trả lại đây đi. Cháu muốn mua chúng. Skyler, cô bị điên hả? Cô đã bị sa thải. Ra ngoài ngay. Đây, sự lựa chọn tuyệt vời. Skyler, đáng đời lắm. Chào, mình là bạn mới của cậu nè. Skyler, đã đến lúc làm người lớn rồi. Con, người lớn. Mình cần mấy công thức nhàm chán này để làm gì? Xin lỗi, tuổi thơ của con đã qua rồi, Skyler. Đã đến lúc phải học nấu ăn rồi. Nấu ăn, nhưng con không biết cái gì cả. Dễ lắm luôn. Chỉ cần đặt chảo lên trên bếp và đập trứng. Để thử. Điều chính là tắt bếp đúng thời điểm. Xong rồi đây. Mùi gì vậy? Đúng là cơn ác mộng mà. Giờ con đi giặt giũ đi. Đổ nước giặt vào và khởi động máy. Hiểu chưa? Thấy không nè? Rất dễ luôn. Mình không chắc cho lắm. Và giờ là phần thú vị. Bài học trang điểm. Sẵn sàng chưa? Có lẽ chúng ta không nên. Con sẽ thích nó. Đây, đẹp tuyệt trần luôn. Đúng là ác mộng mà. Mình trông như một bà già vậy. Con mặc rất đẹp.
tốt hơn nhiều. Tươi sáng và trẻ trung. Ủa, có gì đó sai sai. Không sao, vẫn chưa mất hết mà. Không, không đúng. Nó không tốt chút nào. Còn một lựa chọn cuối cùng thôi. Và nó cũng nhỏ. Mình không thể tin được. Được rồi, hãy đi vui chơi thôi. Đâu đó ở đây bạn có thể có khoảng thời gian tuyệt vời. Lại thất bại. Mọi thứ đều quá nhỏ. Không gì có thể phá hỏng kế hoạch của mình. Cốc cốc. Ai đó? Cha cha. Lại là cô ta. Ha, đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Vậy thôi nha, mình chịu đủ rồi đó. Alo, con gái của cô đang gặp rắc rối nè. Đừng gọi cho mẹ mà. Làm ơn. Skyler, đó là cái gì vậy? Về nhà mau lên. Ôi trời ơi, bọn họ thật là đẹp mà. Mình thật xui xẻo. Này, chuyện gì vậy? Cậu khóc hả? Không có gì. Nào, nói cho mình biết đi. Nhìn nè, mình không bao giờ có thể giống như họ được. Và mình đã mơ về chiếc vương miện này. Mình hiểu rồi, mình sẽ quay lại ngay. Nếu cậu muốn vũ hội, cậu sẽ có vũ hội thôi. Wow, mọi người thật sự nỗ lực hết mình. Đây nè, chúng ta có thể bắt đầu. Tuyên, con sẽ gọi các bạn cùng lớp. Mình sẽ đến đó ngay. Đó là ý tưởng tuyệt vời. Mình tham gia. Thiệp mời của các cậu đây. Nó sẽ rất vui đó. Tuyệt vời. Mình yêu các bữa tiệc. Skyler sẽ thích nó. Con bé luôn muốn có vương miện đó. Tất cả đã sẵn sàng. Làm thôi. Đó là bất ngờ nha. Lại đây nào. Ở đây, cậu có thể nhìn. Wow. Đó là dành cho mình hả? Đó không phải là tất cả đâu. Xem điều gì xảy ra tiếp theo nè. Xin chúc mừng Skyler. Cậu xứng đáng với nó. Cậu trông thật tuyệt. Không đời nào, không thể tin được. Nữ hoàng của chúng ta đến đây. Của mình, nó là của mình. Không thể tin được. Chắc là mình đang nằm mơ. Con gái của mẹ, con thật đẹp mà. Con thích lắm luôn. Chúng ta nên chụp một bức ảnh đi ha. Quẩy nào. Tuyệt vời, hãy làm đi. Đây là ngày của cậu. Pony đã sẵn sàng để giành chiến thắng rồi. Đúng là một tuần tuyệt vời mà. Kylie cũng ở đây hả? Cậu ấy chẳng thể nào thắng được đâu. Xem mình có bao nhiêu tấm ảnh đây này. Ai vậy ta? Wow, đáng yêu thế. Hello đã cướp mất hai trái tim cùng một lúc rồi. Ai sẽ thắng cuộc chiến tình yêu này đây? Nhưng trước hết, hãy vượt qua cuộc chiến sắc đẹp cái đã. Hãy cùng gặp gỡ hai thí sinh đêm chung kết, Pony và Kylie. Mình đi đã nha các cậu. Anh chàng đẹp trai này, gặp lại sau nha. Và cậu, hãy tránh đường ra đi. Các cô gái đã có mặt ở đây rồi. Chúng ta sẽ sớm tìm ra được quán quân mà thôi. Mọi người sẵn sàng chưa? Thời khắc đã điểm. Không khí trong phòng đang rất căng thẳng. Khán giả đang rất hào hứng để biết kết quả. Pony đang rất hào hứng được mang vương miện. Nhưng mà chiếc phong bì này không mở được. Không biết Taylor đang cổ vũ cho ai vậy ta. Nhưng Pony đã biết ai là người chiến thắng rồi. Cô nàng nổi tiếng nhất trường mà. Tránh xa mình ra nào Kylie. Mình nghĩ đến lượt của mình rồi. Lại đây nào em bé xinh xắn này. Nhưng mà ban giám khảo quyết định vương miện thuộc về Kylie. Thật không công bằng. Bạn yêu à, tránh xa phần thưởng của mình đi. Cô nàng đã thắng rồi. Taylor phải đến chúc mừng cho Kylie thôi. Cậu đẹp lắm đó. Cảm ơn nha Taylor. Đừng có quên vương miện nha. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Là của mình mà. Trời ơi, giúp mình với. Chúng ta phải gọi bác sĩ thôi. Pony gặp rắc rối lớn rồi. Các bác sĩ đã cố gắng cứu cô nàng. Nhưng cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê. Ba mẹ cô nàng rất buồn. Nhưng mà có tin tốt đây. Kylie và Taylor đang yêu nhau. Và hôm nay họ đến để gặp Pony. Thật là tiếc quá đi thôi. Không thể tin được. Pony đang có chuyển biến tốt phải không? Con yêu à, tỉnh dậy đi nào. Pony, dậy đi. Mọi người nhớ cậu lắm. Hù không, Pony lại nữa rồi. Không thể cứu cậu ấy được. Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây. Chúng ta cần phải kiểm chứng lại hiện tượng này mới được. Kylie, anh hiểu rồi.
Quân đi, cậu tỉnh lại rồi phải không? Có tín hiệu đây nè. Bà hết mất rồi. Ok, có gì trong túi sách vậy? Là chiếc vương miện. Sẽ ra sao nếu? Quân đi à, vương miện này là của cậu nha. Oh yeah, yeah, đúng vậy, mình là nhất. Phép màu đã xảy ra trong căn phòng này. Sắc đẹp sẽ cứu được cả thế giới. Cậu cũng ở đây à? Đồ phản bội, đi đi. Cứ đợi đó. Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Các cậu sẽ hối hận cho mà xem. Chào mọi người nha. Quinny nhớ trường học nhiều lắm. Nhưng cô nàng nhớ Taylor nhiều hơn. Anh chàng đến rồi kìa. Là cậu ấy đó. Anh chàng đi cùng với Kylie. Cặp đôi đang rất vui vẻ với nhau. Nhưng mà Quinny đã lên sẵn kế hoạch báo thù rồi. Này anh bạn à, mình có việc cho cậu làm nè. Mồi nhữ này có hiệu quả đó chứ. Tuyệt vời. Cậu thấy rồi chứ hả? Bây giờ thì đi đi. Kylie và Taylor gặp rắc rối rồi. Dennis chuyển sang chế độ màu sắc. Taylor à, chúng ta chết rồi. Cậu biết gây chuyện với mình thì sẽ như thế nào rồi chứ? Em không sao đó chứ. Em không sao, chỉ bị đau đầu mà thôi. Quinny à, sao cậu dám hả? Đi thôi nào, em sẽ khỏe lại ngay thôi. Tránh xa chúng tôi ra đó nha, Quinny. Kế hoạch bất thành, nhưng Quinny sẽ không bỏ cuộc đâu. Cha, cha, cặp đôi này đang đi dã ngoại kìa. Sẽ không như các cậu mong đâu nha. Các cậu có muốn thêm chút mưa không nào? Mặt trời luôn chiếu sáng quanh các cậu ấy. Nhưng Quinny sẽ thay đổi điều này thôi. Sẵn sàng chưa nào, đồ phản bội? Các cậu hãy nhận lấy đi nè. Taylor à, trời bắt đầu mưa rồi kìa. Đừng lo, anh có mang theo ô đây nè. Nè, các cậu đang làm gì đó hả? Mình đã cố gắng dữ lắm đó nha. Kế hoạch đã thất bại. Buổi dã ngoại vẫn đang tiếp tục. Cậu muốn chơi à? Đừng có cố nha. Các cậu sẽ không còn bóng mà chơi nữa đâu. Cô à, là của cháu mà. Mẹ ơi. Ủa, ngại thật đó. Nhưng mình không từ bỏ đâu. Mình cần phải phá cặp đôi này thôi. Mình có ý này nè. Cậu có thấy cặp đôi ngọt ngào đằng kia không? Đi đi, mình tin ở cậu. Đánh ra nào. Mình cũng muốn đi dã ngoại lắm. Mọi thứ đang theo đúng như kế hoạch. Nè, chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Cô nàng Kylie tốt bụng đã tự mình giải quyết mọi chuyện. Hãy vui lên nào. Các cậu ấy bị làm sao vậy chứ? Bực chết đi được à. Mà buổi dã ngoại vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Lòng tốt bao giờ cũng chiến thắng cả. Là một bữa tiệc. Nhưng hôm nay Quinny chẳng có tâm trạng chút nào. Cặp đôi đang yêu nhau kia cũng đang ở đây. Sao các cậu ấy lúc nào cũng hạnh phúc thế nhỉ? Và bây giờ là những bước nhảy nhẹ nhàng. Cuộc sống thật bất công mà. Buổi tiệc chẳng vui gì cả. Nhưng ở đây cũng có vài người kém may mắn. Mình phải nhảy một mình rồi. Tránh đường ra nào. Mình muốn uống nước. Đúng rồi, nước. Đổ một ít nước lên trên sàn nhà. Và xong rồi, Kylie sẽ bị xấu hổ trước toàn trường cho mà xem. Ồ, Taylor à, em ngã mất thôi. Các cậu thấy gì rồi chứ? Hả? Bây giờ bước nhảy của các cậu ấy đã lên một tầm cao mới rồi. Đáng yêu quá đi. Kylie và Taylor đúng là cặp đôi của năm mà. Oh yeah, nhận lấy nè. Chỉ có Quinny mới xứng đáng được hoàng tử hôn mà thôi. Ủa, hơi nhầm lẫn rồi. Hoàng tử đâu mất tiêu rồi. Buổi luyện tập sắp diễn ra rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thôi. Bây giờ không còn thời gian cho thể thao đâu. Các cậu có thể hôn được bao nhiêu chứ? Kylie sẽ hối hận vì cướp mất Taylor. Chào cậu, cậu khỏe chứ? Ủa, xin lỗi nha. Mình không cố ý đâu. Đừng lo mà, cậu vẫn đẹp lắm. Quinny à, cậu đã phá hủy hết mọi thứ rồi. Chị mới bắt đầu thôi bạn yêu à. Ngồi đó và ngẫm nghĩ về hành vi của cậu đi nha. Yay, tối nay Quinny sẽ gây ấn tượng với Taylor. Đến lúc hành động rồi nha. Kylie đâu mất rồi? Mình không biết nhưng mà mình đến rồi đây nè. Không còn nhiều thời gian đâu. Buổi luyện tập bắt đầu rồi. Bây giờ huấn luyện viên sẽ trình diễn phần mới trong quá trình tập nha. Em hiểu rồi chứ? Bây giờ làm lại đi nào.
bắt đầu đi. Ồ, khó quá đi thôi. Nhưng Pony có thể làm mọi chuyện vì Tyler. Mình đến đây, tình yêu của đời mình. Ồ, mình không cố ý mà. Xin lỗi cậu nha. Pony à, em làm sai rồi. Lại lần nữa nào. Tyler à, mình đến với cậu rồi. Buổi biểu diễn này sẽ được ghi dấu vào lịch sử cho mà xem. Và Kelly đang chuẩn bị ghi dấu ấn. Sao cái ghế lại ở đây chứ nhỉ? Buổi luyện tập đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Tyler sẽ sớm nhập viện thôi. Em đến rồi nè, anh mừng chết mất thôi. Cặp đôi huyền thoại này đã quay trở lại rồi đây nè. Buổi tập được cứu rồi. Các em hãy cho thầy thấy năng lực của mình đi nào. Mình lại thất bại nữa. Nhưng tình yêu không ngăn cản mình lại được đâu. Tất cả bắt đầu từ cuộc thi nhan sắc. Chỉ có một cách mà thôi. Winnie phải chiếm được vương miện. Nè, Kelly à, là do lỗi của cậu mà thôi nha. Nhưng mình không từ bỏ đâu. Vương miện đang ở rất gần. Nhưng Kelly đã tính hết mọi chuyện. Có rất nhiều bẫy đó nha. Nhưng Winnie không để bị lừa. Dễ thôi. Khoan đã nào, còn một cái bẫy nữa này. Chuyện nhỏ thôi. Winnie thích nhảy lò cò mà. Vương miện chỉ ở đâu đây mà thôi. Chỉ cần vượt qua vài tia laser nữa là được thôi. Yeah, an toàn rồi. Đây là nơi cậu giấu vương miện à. Và mật khẩu chính là ngày sinh của Tyler. Cậu nên làm tốt hơn như này chứ. Cậu thua rồi nha. Xong rồi. Ủa, là gì đó? Dường như Kelly đã tính hết mọi chuyện rồi. Chuông cảnh báo, phải rời khỏi đây thôi. Ai vậy? Rõ ràng là thợ săn vương miện rồi. Mọi thứ đang diễn ra dưới sự kiểm soát của Kelly mà. Cô nàng sẽ không rời khỏi báu vật này đâu nha. Việc trộm không có tác dụng rồi. Kelly đã phá hủy mọi thứ. Trước tiên cậu ấy giành vương miện. Tiếp theo là có được Tyler. Kelly à, cậu không muốn gây chuyện với mình đâu. Nhận lấy nè. Tyler, mình không cố ý đâu mà. Mình thề đó. Mình hứa cậu sẽ không sao đâu. Mình sẽ băng bó cho cậu nha. Cậu ổn rồi chứ? Và mình sẽ quay lại với cậu. Thử lại đi nào. Lại trượt nữa rồi. Cậu có làm sao không vậy? Cậu phải chia tay với đồ thua cuộc này đi. Cậu sẽ sống tốt hơn khi không có cậu ấy. Kelly à, cậu không trốn được đâu. Đừng di chuyển. Mình sẽ nhắm được cậu thôi. Và ném. Không tin được. Cậu ta lại tránh được nữa rồi. Ngược lại thì Tyler lại chịu trận. Tình yêu à, mình sẽ cứu cậu. Nhận lấy nè, đây. Sao cậu ấy làm được chứ? Thù không, tình yêu đời mình. Phóng phi tiêu không phải cách hay để trả thù đâu. Các cậu ấy hôm nay lại đi hẹn hò nữa rồi. Tyler à, đây là phòng chụp ảnh nè. Đi theo em. Cái xấu không bao giờ nhường bước cả. Pony cũng đã ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện đó nha. Mình sẽ dành tặng cho các cậu một buổi chụp hình. Các cậu thích nhện chứ? Mình sẽ dạy cậu một bài học. Nhưng tốt hơn là cậu nên trốn đi. Phải thật tinh tế mới được. Cặp đôi này đã chụp được những bức ảnh rất là đẹp. Hello à, nhìn chúng ta xinh thật đó. Đúng vậy. Chúng ta đi thôi nào. Ô không, cậu ấy lại thất bại nữa rồi. Em nhện đâu mất tiêu rồi ta? Em ấy đã tìm được con mồi rồi. Tránh xa mình ra đi. Nè, đừng có ăn mình mà. Ừ, cuối cùng thì Pony cũng ra được rồi. Nhưng buổi chụp hình chẳng có hiệu quả gì cả. Quá lắm rồi nha. Mình không thể đánh bại nổi các cậu ấy. Anh làm gì trong lúc rảnh rỗi vậy? Tất nhiên là chơi bóng chày rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời để ra ngoài chơi mà. Và Pony sẽ là đội trưởng đội cổ vũ. Hello à, cậu là tuyệt nhất đó nha. Nhưng lẽ ra cậu nên chọn mình mới phải. Đừng bắn trượt nha. Và bắn thôi. Được rồi nè. Nhưng Tyler đã đánh rất mạnh. Anh yêu à, không có chuyện gì chứ. Đấy là một cái tổ ong đó. Winnie sẽ phải trả giá cho trò đùa của cậu ấy thôi. Ai đó cứu mình với. Bây giờ hãy dành thời gian cho một buổi tối lãng mạn nào. Game khá là hay đó chứ. Đau quá à. Không biết mặt của mình bị làm sao nữa. Ồ không, tiêu đời rồi. Xin chào cô nàng xinh xắn. Đấy chỉ là những nốt mụn thôi mà. Tặng cho cậu nè. Cho mình hả? Thật à? Cảm ơn nha. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào sẽ tìm được tình yêu đâu. Đừng trả thù nữa nha. Hãy chỉ dành thời gian cho sự lãng mạn thôi.